21 mic. Bây giờ chỉ cần duy trì được trong khoảng thời gian này thôi à. Lilia núp à? Núp làm cái gì khi mà team bạn đang thua mà. Team bạn thua thì núp làm cái gì? 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Nope. Victory. Ồ, không victory được. Đèn vãi đạn, bởi vì trước khi victory đúng 1 giây cuối, Natalia team mình không giữ được mạng và Natalia team mình nằm xuống. Đồ đồ ân hại. Wow, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến review cho tất cả các bạn một cái map hoàn toàn mới của Liên Quân nha. Và chắc chắn rồi, các bạn thấy khi mà mình vừa vào trận đấu là mình đã full đồ rồi nhá. Ngoài ra mình thừa rất nhiều vàng. Đấy, kỹ năng của mình lên được level 15 luôn. Đây không phải hack được các bạn, đây là chế độ hoàn toàn mới của Liên Quân, được gọi là Spotlight Đại Chiến, chỉ có trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 cho đến ngày 29 tháng 7. Thế nên là các bạn tranh thủ trải nghiệm nhé. Các bạn vào game, các bạn vào chế độ giải trí là các bạn sẽ thấy cái chế độ Spotlight Đại Chiến này thôi. Lưu ý giúp mình là trải nghiệm thật là sớm, bởi vì nó chỉ diễn ra trong 3 ngày và hết ngày 29 tháng 7 lập tức chế độ giải trí này sẽ bị đóng. Chờ đợi trong một khoảng thời gian lâu nữa thì chế độ này mới mở để các bạn có thể trải nghiệm lại. Ok, mình sẽ cần phải nói qua về thể lệ chứ nhiều khi các bạn cũng không biết. Các bạn nhìn thấy cái con Nagrod không? Con Nagrod gọi là tia chớp. Nó khu vực đừng ở khu vực trung tâm ấy, nó đi vòng tròn và nó không có cục máu, nó không có vạch máu. Và cái con này thì thi thoảng nó sẽ đẻ ra, đó chính là cục mic nhá. Đấy, nó đẻ ra mic thì mình ăn mic. Bây giờ chúng ta thắng thì chúng ta cần phải kiểm soát được mic. Hiểu nôm là như thế, chúng ta sở hữu được nhiều mic là chúng ta thắng. Và ngoài ra đối phương mà cướp được mic của chúng ta thì chúng ta sẽ thua. Nếu như mà đối phương giữ trong một khoảng thời gian rất lâu thì chúng ta sẽ bị thua. Ok, đấy là hiểu nôm na như vậy. Nhưng mà có lẽ là các bạn sẽ chưa hiểu lắm về thể lệ chơi thì mình sẽ trình bày cho tất cả các bạn chi tiết hơn. Ok, theo thông tin cụ thể là Spotlight Đại Chiến đã tới. Trong chế độ này bạn sẽ khởi đầu với đầy đủ chỉ số và trang bị. Do đó mục tiêu duy nhất là phối hợp với đồng đội để có thể thu thập thật nhiều micro ở khu vực đường giữa. Đó, thế nên các bạn có thể thấy là vào game một phát là mình level 15. Đặc biệt là mình cũng full đồ luôn. Và mình sở hữu rất nhiều vàng. Vàng nhiều như thế này để làm gì? Vàng nhiều như thế này để bán đổi đồ thôi. Hiện tại thì các bạn quan sát đội mình hiện tại đang là sở hữu đến 16 cái micro nha. Mình thì sở hữu một phát đến 9 cái micro rồi. Và nếu như mình bị hạ gục thì mình sẽ rơi một phát hết toàn bộ micro ra. Điều kiện để có thể giành được chiến thắng, lưu ý giúp mình là đội của bạn sẽ thắng khi mà sở hữu 20 micro trong 20 giây. Người chơi bị hạ gục sẽ là rơi tất cả micro, khiến cục diện trận đấu nhanh chóng thay đổi nha. Mình được 12 micro rồi, đố canh bắt được em luôn. Và 10 giây, 9 giây thôi xong. Mình bị chết một cái, thế là micro của mình rơi ra hết rồi các bạn. Thế nên là vừa xong đang đếm ngược, nếu như mình cố gắng trụ trong 10 giây thôi là có thể kết thúc được trận đấu rồi. Nhưng hiện tại thì bây giờ team mình đang có 28 micro và đếm ngược 13 giây nữa nhá. Cố gắng giữ được trong mười mấy giây, 10 giây, 9 giây này nữa thôi là team mình sẽ giành được chiến thắng. Thế nên là trong khoảng thời gian này cố gắng bỏ chạy càng nhiều càng tốt, cứ bỏ chạy thôi các bạn ạ. Đó, ok, thắng rồi đấy, thắng rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo là trận đấu thứ hai. Trận đấu này thì mình sẽ quẩy Tara. Vừa xong thì mình mới trình bày cho mọi người điều kiện để chiến thắng thôi. Đặc biệt hơn nữa là mỗi vị trí đều có kỹ năng cường hóa độc quyền, có thể nâng cao đáng kể các thuộc tính của nó ngay lập tức nhá. Đồng thời, bạn sẽ bất khả chiến bại trong 5 giây sau khi hồi sinh. Sau khi rời khỏi trận chiến làm máu cũng như là năng lượng của bạn sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng. Đây người ta gọi là tế đàn di động đấy các bạn. Trận này mình cầm Tara. Tara các bạn thấy không, mình bật cái linh hồn đỡ đòn lên là mình rất là trâu. Bật cái linh hồn đỡ đòn này lên thì mình sẽ nhận được gì? Mỗi một vị trí đều có một cái mỗi một vị trí thì đều có một cái linh hồn, ví dụ linh hồn xạ thủ, linh hồn đỡ đòn, linh hồn trợ thủ, linh hồn sát thủ đều có hết cho mọi người nha. Đối với cái linh hồn đỡ đòn này thì lập tức mình sẽ được nhận miễn khống và lá chắn tương đương 50% máu tối đa trong 3 giây. Thế nên vừa sau mình kích hoạt lập tức là mình sẽ nhận được một lớp lá chắn rất dày. Ngoài ra mình sẽ được miễn khống luôn, hai mươi mấy giây nữa thôi thì cái linh hồn đỡ đòn này của mình sẽ được hồi nha. Số 300 vàng. Vàng bây giờ thì cũng không có quá nhiều tác dụng nữa rồi, bởi vì chúng ta quan tâm đến lượng mic. Mic là bây giờ team mình đang có 6 mic, bên kia có 8 mic.
và nó chưa đếm ngược được đâu các bạn ạ, chưa đếm ngược. Bởi vì lý do là bây giờ team nào mà được 20 micro cơ thì team bên đấy sẽ được đếm ngược và cố gắng duy trì được 20 micro thì các bạn sẽ giành được chiến thắng nha. Đây là chế độ rất hay, theo bản thân mình trải nghiệm thì nó sẽ rơi khoảng một trận đấu chơi trung bình nó sẽ rơi khoảng tầm 4 phút. Đấy, rằng co đi rằng co lại. Và nói chung là nếu như mà các bạn sở hữu được nhiều mic các bạn có thể trốn đi cũng được. Đây là mình cầm Tara, mình đối đầu đối phương hoàn toàn các bạn thấy không? Mình kích quạt phát là vừa xong là kích quạt nham thuẫn là mình cũng nhận được rất giáp rất dày. Nhiều tiền này cứ bán đổi đồ thôi các bạn ơi, cứ bán đổi đồ nha. Có quá nhiều tiền, tiền lúc nào cũng được tăng lên rất là nhiều. Nó ít mấy lần thôi các bạn, không cần phải farm lính, tiền vẫn lên nha. Và bản đồ rất mới để các bạn có thể trải nghiệm. 14 mic rồi, cố gắng làm sao team mình được 10 thêm 6 mic nữa thôi là được 20 mic. Một mình đang nắm giữ là 9 mic. Quá trâu các bạn ạ, mình trâu như này mà team địch không lên cái trang bị giảm hồi máu. Đây này, cái con Nacoros này nó sẽ tự động đẻ ra micro nha. Mình gọi mic, mic thì đấy là mình gọi tắt của micro đấy các bạn. 17 mic rồi, 17 micro rồi. Elsu rơi mic, ăn luôn mic của mình của Elsu 20 và hiện tại đang đếm ngược nha. 21 mic. Bây giờ chỉ cần duy trì được trong khoảng thời gian này thôi à. Lilia núp à, núp làm cái gì khi mà team bạn đang thua mà. Team bạn thua thì núp làm cái gì? 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, victory. Ồ, không victory được. Đèn vãi đạn bởi vì trước khi victory đúng 1 giây cuối, Natalia team mình không giữ được mạng và Natalia team mình nằm xuống. Thế nên lại phải đếm lại từ đầu, còn 7 giây nữa thôi. Úi thôi, con mà giết được mình ạ, trâu như thế này đấy. Bắt em đi, dồn em đi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chả hiểu sao đi bắt mình. Ok, và trận đấu thứ 3 mình đưa đến cho tất cả các bạn, linh hồn trợ thủ. Trận đấu này thì mình sẽ cầm Timmy. Đối với Timmy thì kích hoạt linh hồn trợ thủ chúng ta sẽ đón nhận đó chính là mở hào quang trị liệu quanh bản thân trong 5 giây, đồng thời mỗi 0,5 giây hồi 6% máu tối đa cho đồng đội xung quanh nha các bạn. Đấy, kích hoạt cái linh hồn trợ thủ này sẽ được hồi máu cho cả đồng đội luôn, rất lợi. Ngoài ra thì trận đấu đầu tiên mình quẩy linh hồn xạ thủ thì mình chưa trình bày qua về linh hồn xạ thủ có tác dụng gì. Linh hồn xạ thủ sẽ là tăng tầm đánh 50% trong 5 giây nha các bạn nha. Còn ví dụ linh hồn sát thủ thì các bạn có thể vào game để các bạn trải nghiệm. Ô, có mic này. Đấy, ăn thôi. Lúc đầu mình chưa biết chơi, mình vào trong game mình thấy Nacoros không có vạch máu. Mình tưởng lỗi cơ, mình tưởng lag cơ, nhưng mà không phải. Nacoros kia được làm cái nhiệm vụ là đi đẻ mic để chúng ta ăn. Mình cầm Timmy gọi là lên full phép thử xem ra sao. Đánh rắm thần trưởng lên full phép mà nhìn vạch máu của mình nó cũng trâu ra phết các bạn ạ. Nào, cho team mình hit rắm nha. Đi hit rắm thần trưởng này. Mỗi tội bây giờ mình chưa có hồi sinh, cứ phải chờ. Chiêu của con Timmy này hồi hơi lâu. Đánh được quả rắm xong vất vả quá, lại phải chạy ra để núp, núp để chờ kỹ năng hồi tiếp. Đánh rắm tiếp nè. Đấy, Senel trâu quá nên mình đánh rắm không ăn thua. Còn tiền nhiều thì để làm gì? Để bán đổi đồ thôi các bạn. Đấy, tiền nhiều thì chúng ta cứ bán đổi đồ thôi. Map này chủ yếu là chơi kiểu chơi trò trốn tìm. Nhưng mà các bạn cần phải sở hữu được cái lượng mic nhiều các bạn trốn tìm nha. Chứ còn các bạn ít mic mà các bạn đi trốn thì là chả ai đi tìm các bạn đâu. Các bạn nhiều mic thì chúng nó mới đi tìm các bạn. Chứ còn các bạn ít mic thì chả ai đi tìm. Nó đứng nhìn tại chỗ nó cũng thắng được. Nhiều khi các bạn không hiểu về quy chế, không hiểu về luật chơi thì mình cũng trình bày cho dễ. 17 mic rồi, 18 mic rồi, 18 micro rồi, hiểu rồi, team mình áp đảo quá các bạn. 19 micro rồi, solo như thế này nha. Thì chắc chắn là 20 micro bắt đầu đếm ngược này. Solo như thế này thì chắc chắn là sẽ không phụ thuộc về cách không phụ thuộc về đồ đâu. Đồ lúc nào thì rất nhiều tiền cho các bạn có thể bán đổi đồ thoải mái. Đấy, solo này chủ yếu là phụ thuộc vào cách mà các bạn phối hợp với nhau đi chung để bắt lẻ mới có thể thắng được nha. Úi dồi ôi, ba cái mic này. Nhưng bây giờ mình lao ra sợ nó giết mình lắm, bởi vì mình đang sở hữu được cũng khá mic các bạn ạ. Mình sở hữu đến 13 mic cơ. Đấy, mình sở hữu 13 mic, đồng đội của mình không ai sở hữu cái mic nào cả. Thế nên là mình phải giữ được cái mạng của bản thân. Chứ mình chết một phát là mất luôn 13 mic ấy. Thi thoảng ra được nhặt một cái mic là ngon ngay. Thế nên trò chơi này sẽ là trò chơi kết hợp phối hợp với đồng đội rất là tốt. 17, 16 giây thôi. 15 giây nữa. Ui, sen nhau giết làm sao được 10. Hiện tại 31 mic rồi, tin địch không mic thế này thì đánh đấm cái gì. Mắt chán rồi sao ấy. 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, thắng rồi. Ok,
Clip review chế độ mới của mình đến đây là kết thúc rồi. Đây là chế độ Spotlight đại chiến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye người. Bye bye.